Dù anh. Đây là dây bướm bạc. Tên khoa học là Mutjaenda pubescens. Cái từ pubescens có nghĩa là lông, có lông này. Còn bướm bạc, tại sao là bướm bạc? Bởi vì đây cái lá bắc của nó màu trắng, nhìn xa xa giống như con bướm màu trắng nó đậu lên cái cành cây. Đẹp nhỉ, ui bay bay. Ừ, đẹp mà. Cái hoa nó màu vàng đấy. Cái này là bắc màu trắng, là lá bắc đúng không anh? Lá bắc đấy, lá bắc đấy. Giống như Tràng Nguyên lá đỏ đỏ là lá bắc của Tràng Nguyên. Còn đây là lá bắc đây. À, bướm bạc thì được dùng nhiều trong các bài thuốc về chữa bệnh gan, viêm gan, hạ men gan. Người ta cũng uống để mà giúp tiêu hóa. Thêm công dụng gì nữa ấy nhỉ? Quân nhỉ? Quân nó thêm đi. Cái này dùng rễ của nó đúng rồi, đúng gan, nó sẽ điều trị gan ở trong cái trường hợp can dương thượng can hạ huyết áp. Nhưng mà dùng rễ. Can dương thượng can hạ huyết áp. Can dương thượng can. Ừ. À, nó có tác dụng dạ hạ huyết áp. Đúng. Thì hạ huyết áp. Nó rễ của nó. Rễ nó uống rất là ngọt. Ừ. Thơm, đúng rồi, cái nó uống rễ uống mà. Ừ. Có một loại nữa, cái này nó màu đen. Còn là bướm đêm anh nhỉ? Nó loài thường nó để trồng màu đen này, làm cảnh thôi. Nó là màu đỏ. Yeah, cái này đi tìm suốt ấy, cái này quý lắm. Viêm cây gọi là dây tiếp sẽ gặp được cây. Viêm gan anh, viêm gan ok. Ừ. Viêm gan mặn, viêm gan virus đấy. Ừ. Viêm virus đấy.